Hi, xin chào các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ review chanh hoa Mont Blanc Explorer. Thì đây là một chanh hoa đã nhận được rất nhiều những cái đánh giá rất là tích cực trên những forum nước hoa ở nước ngoài, và cũng được rất nhiều những YouTuber từ Việt Nam đến nước ngoài khen ngợi về em nó. Và ngày hôm nay thì mình mới được sở hữu em nó, tại vì vừa rồi có một cái deal khá là ngon nên là mình đã lấy em nó về để review. Thì chúng ta hãy cùng nhau xem là trong chanh hoa này có những cái điểm gì tốt và những điểm gì chưa tốt nhá. Đầu tiên thì chúng ta nói về thương hiệu Mont Blanc này. Thì đây không phải là một cái thương hiệu chuyên sản xuất về nước hoa như là những thương hiệu như kiểu Lilabo, như Quýt, mà đây là một nhà nước hoa designer. Và những sản phẩm của nhà Mont Blanc này thì cũng không quá nổi bật khi mà có những cái tên mà các bạn nên thử qua như là Mont Blanc Legion hay là Mont Blanc Spirit. Và đây là sản phẩm thứ 3 mình nghĩ rằng là các bạn nên thử qua của nhà Mont Blanc. Cái thứ hai là về cái ngoại hình của chai nước hoa này, thì như các bạn nhìn thấy nó được thiết kế chỉ một cái màu. Đây, để mình zoom vào. Đó, nó chỉ thiết kế bằng một cái màu đen như này thôi. Cái vỏ này là vỏ như kiểu bọc bằng da ấy, cầm rất là thích. Và cái phần nắp nó có biểu hiện, nó có biểu tượng của Mont Blanc. Đó, trông rất là đơn giản. Và cái thiết kế này thì mình trông rất là chắc chắn, rất là nam tính. Và rồi có phần gọi là khá là kiểu mạnh mẽ của, đúng là rất là phù hợp với chai nước hoa của đàn ông. Về cái mùi hương của chai nước hoa Mont Blanc Explorer này thì mình đã có rất nhiều lần đi off để có dịp thử em nó, nhưng mà tại vì đi off thì mình lại hay có cái xu hướng đó là thử những cái mùi hương mới lạ, chứ không muốn thử những cái mùi hương đại trà hay là có những cái mùi giống nhau ở trên thị trường. Nên là phải để khoảng tầm một tháng trở lại đây, khi mình lấy em nó về thì mình thử, thì mình khá là bất ngờ với cái mùi hương này. Ngay khi các bạn xịt ra thì các bạn thấy rằng là cái mùi tươi của chanh và cái mùi đặc trưng rất là đặc trưng của dứa. Và cái mùi hương đó thì nó làm liên tưởng tới chanh hoa Quýt Aventus này. Thực ra thì cũng không ngoa khi mà nói là em Mont Blanc này giống với mùi hương của Quýt Aventus, nhưng mà mình chỉ thấy rằng là nó giống khoảng tầm 5 phút đầu. Mà đặc biệt là nó sẽ giống những cái bản nó thiên về fruity, nó thiên về dứa của Aventus hơn là những cái bản nó nghiêng về rêu sồi hay là vani nụng gì đó. Thì Mont Blanc nó làm mình khá là bất ngờ bởi cái mùi hương mở đầu. Nhưng mà khoảng tầm 30 phút sau thì cái nốt hương Aboxen hay gọi là Long Diên Hương ấy, nó lại xuất hiện. Nhưng mà cái nốt hương ở đây thì nó có phần hơi kiểu synthetic, hơi kiểu nhân tạo. Nó lại làm mình hình dung được chai nước hoa Club de Nuit của nhà Amat, nhưng mà là một cái phiên bản mượt mà hơn. Và thực ra ngay khi cái ban đầu mà mình đã ấn tượng tốt rồi, nhưng mà khoảng tầm như mình nói là khoảng tầm 30 phút sau thì cái nốt hương Aboxen nó xuất hiện, thì mình lại cảm thấy rằng Mont Blanc này nó cảm thấy cho mình hơi bị ngột ngạt một chút. Có thể là do hôm mình xịt thì trời nó hơi nóng, nên là em này khoảng tầm 30 phút sau thì mình đã không thích. Nhưng mà mùi hương của em này đến khoảng tầm 4 tiếng sau khi xịt thì nó cái nốt hương Long Diên Hương nó lại nhẹ xuống khá là nhiều. Và mình lại tự nhiên mình ngửi lại và ui, sao bây giờ lại ngon đấy nhở. Một chai nước hoa mà mang tới cho mình nhiều cảm xúc như vậy, mình khá là bất ngờ. Và em này thì sẽ có nhiều bạn hỏi rằng là 4 tiếng, 5 tiếng ở trên người anh mà vẫn còn mùi à. Tại vì em nó thì có nhiều người bảo là ngay sau khi xịt một đôi lúc thì các bạn thấy rằng mùi hương này chỉ còn là skin scent thôi. Và nhiều bạn thì nói rằng là không ngửi được chai nước hoa này khoảng tầm 2 tiếng sau khi xịt. Nhưng mà ở trên da mình thì Mont Blanc Explorer thì nó sẽ bám trên da khoảng tầm 7 đến 8 tiếng. Thậm chí là có những cái hôm tốt mình xịt vào mu bàn tay này, và mình cũng đã từ tối hôm trước là 8 giờ cho đến chiều ngày hôm sau tầm 2-3 giờ mình vẫn ngửi thấy nó thoang thoảng ở trên da. Và mình rất là ấn tượng bởi cái độ bám tỏa. Và ngày hôm sau mình có xịt lại thì nó có thể kém hơn một chút, tại vì cũng có thể là do hoạt động mỗi ngày nó mỗi khác. Nhưng mà em này thực sự bám trên da mình rất là tốt, bao giờ cũng phải trên tầm 7 đến 8 tiếng đổ ra, chứ nó không có chuyện là bám kém hơn. Và mùi hương của em nó, các bạn ngửi đầu gòi thôi thì bạn thấy rằng là nó rất giống với chai nước hoa Quýt Aventus. Và như mình đã review về chai nước hoa Quýt Aventus, một cái mùi hương giống với Quýt Aventus thì nó sẽ khá là đa dụng khi các bạn có thể sử dụng Mont Blanc này vào tất cả các dịp từ xuân hạ thu đông, rồi đi làm đi chơi. Thì với mình, Mont Blanc
X-Browser này là một cái phiên bản rất là hoàn hảo. Nếu như bạn nào chỉ cần một cái mùi hương có thể sử dụng từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác và tất cả các dịp khác nhau. Và giá tiền của em nó thì cũng khá là rẻ. Trên thị trường nó rơi vào khoảng tầm 1,5 triệu đến 2 triệu đồng gì đó cho một chai nước hoa 100ml này. Về độ tuổi của em nó thì cứ khoảng tầm 20 đổi ra cho đến 30, 40 cũng được. Một mùi hương an toàn, đa dụng. Nên là thực ra thì tuổi nào cũng sử dụng thôi. Nữ nhiều khi còn xài được, đừng nói là nam. Nếu như chúng ta đặt lên bàn cân với những cái mùi hương giống với Quid Aventus thì chúng ta sẽ có Amat Club de Nuit phiên bản Intense, rồi chúng ta có Super Mercy Silver và Montblanc X-Browser, thì mình sẽ so sánh nhanh này để các bạn có thể lựa chọn nhá. Thứ ra thì với cái giá tiền thì nó cũng gần xem nhau, cách nhau khoảng tầm 200-300 nghìn đồng gì đó cho một cái phiên bản 100ml. Thì đối với mình thì Montblanc X-Browser này nó sẽ mượt mà hơn chai nước hoa Club de Nuit của nhà Amat. Tại vì Club de Nuit của nhà Amat nếu như xài vào mùa hè thì nó khá là ngốt. Còn em này thì nếu như các bạn gọi là căn về liều lượng xịt một chút thì nó sẽ dễ chịu hơn. Còn với so với phiên bản Super Mercy Silver thì mình thấy rằng là hai chai nước hoa Montblanc này và Super Mercy Silver thì nó sẽ mình sẽ nhỉnh hơn với chai nước hoa Super Mercy Silver. Nhưng mà để mà nói đến cái thương hiệu thì Montblanc nó là một cái thương hiệu ít nhiều cũng có phần nổi tiếng hơn hai chai nước hoa kia. Nên là nếu như lựa chọn thì có lẽ rằng là mình sẽ khuyên các bạn lựa chọn chai nước hoa Montblanc này. Nó sẽ vừa được cái thương hiệu và mùi hương nó cũng khá là tốt. Có một vài điều mình không thích với chai nước hoa Montblanc X-Browser này, đó là thứ nhất là mùi hương của chai nước hoa này với mình, trên da mình nó lưu rất tốt nhưng mà cái độ tỏa hương thì nó khá là kém. Khoảng tầm 2 tiếng đến 3 tiếng sau khi xịt thì nó chỉ còn lại là skin scent thôi. Các bạn phải đưa tay lên mũi thì các bạn cũng ngửi được. Hoặc là thỉnh thoảng có một cơn gió thì các bạn có thể ngửi được mùi hương này, chứ nó không thể nào bám tỏa nồng nàn như những mùi hương khác. Cái thứ hai đó là mùi hương của Montblanc này thì như mình đã nói là nó có phần hơi giống mở đầu với chai nước hoa Quid Aventus. Nhưng mà về mùi hương này thì mình đánh giá nó là một cái mùi hương ở mức độ an toàn, rất là phù hợp với những bạn nào gọi là khởi đầu sử dụng nước hoa, hay là chỉ cần 1-2 chai nước hoa để sử dụng thôi, thì em này là một cái lựa chọn rất là tốt. Còn nếu mà nói đây là một chai nước hoa có sức có cái độ hấp dẫn, có độ quyến rũ hay không, hay là nếu mà nói trên cương vị là một người chơi nước hoa thì em này có đáng tiền để các bạn bỏ ra không, thì mình nghĩ rằng là chai nước hoa này không đáng tiền. Và nếu như mua thì các bạn có thể thỉnh thoảng các bạn xịt đổi gió thôi, chứ nó không gọi là mang đến nhiều cái cảm xúc, nhiều cái độ hấp dẫn, độ quyến rũ được cho người khác. Nên là Montblanc này mình chỉ đánh giá là một cái phiên bản rất là tốt cho những người nào mới sử dụng nước hoa thôi. Và cái giá tiền thì khá là rẻ, nên là các bạn có thể mua em nó về để sử dụng, hơn tầm 1,5 triệu đến 2 triệu thôi, rất là rẻ như mình đã nói. Và đó là cảm nhận cá nhân của mình về chai nước hoa Montblanc X-Browser này để các bạn có thể tham khảo trước khi mua. Nếu như bạn nào đã sở hữu qua chai nước hoa này rồi thì bạn hãy comment ở phía dưới để mọi người cùng biết. Và mình sẽ khoe thêm các bạn, đây là vùng Viper của nhà FM. Mình đã mua ở K-Concept để làm giveaway 10.000 sub. Thì các bạn nhớ chia sẻ, nhớ like và subscribe kênh YouTube của mình để nhanh chóng đạt đến 10.000 sub để mình làm giveaway bộ này nha. Đây là trong ngoài toàn mùi hay thôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.